Bí mật của những người đàn bà hồi xuân thèm của lạ. Các bạn thân mến, tuổi đẹp nhất của một người con gái chính là khi 18 đôi mươi, với làn da căng bóng hồng hào và suối tóc dài óng ả mượt mà. Đây là độ tuổi mà ai cũng ao ước mình được dừng lại mãi mãi. Và phụ nữ thì luôn là một trong những người khao khát níu kéo được tuổi thanh xuân càng lâu càng tốt. Đây là độ tuổi mà họ dường như là một bông hoa đang độ sắc rực rỡ giữa trời. Cũng là một độ tuổi khiến cho nhiều chị em tiếc nuối khôn nguôi ở lứa tuổi trung niên và xế chiều. Độ tuổi đẹp nhất chính là thanh xuân, với những trải nghiệm đầu đời, những cảm xúc mới mẻ. Và đây cũng là độ tuổi mà nhan sắc của chị em đạt đến đỉnh cao. Làn da thì mươn mướt, mái tóc thì bồng bềnh, ngoại hình thon thả nõn nà. Thế nhưng người ta thường hay ví rằng phụ nữ hồi xuân giống như đang được hưởng mùa xuân thứ hai của cuộc đời, với vẻ đẹp mặn mà và sắc sảo. Phụ nữ hồi xuân ngoại tình không còn là một chuyện hiếm nữa, khi mà chị em đang trong giai đoạn trải qua rất là nhiều sự thay đổi cả về mặt tâm lý lẫn sinh lý. Và đây cũng chính là giai đoạn khiến cho chị em dễ biết bùng phát tâm lý sống cho bản thân mình, và hơn hết là dễ đi ngoại tình nhiều nhất. Vậy thì bí mật nào của những người đàn bà hồi xuân đi ngoại tình, và làm thế nào để có thể nhận biết được những dấu hiệu này sớm mà các chị em, để chúng ta có thể có những biện pháp kịp thời? Hãy cùng với chúng tôi chia sẻ trong video ngày hôm nay để cùng xem những bí mật của người đàn bà hồi xuân thèm của lạ. Các bạn thân mến, giai đoạn tiền mãn kinh của phụ nữ thì thường bắt đầu từ 45 đến 55 tuổi. Đây là một giai đoạn hồi xuân của các chị em phụ nữ. Và sau một quãng thời gian rất là chật vật, vì thời kỳ mãn kinh gây ra rất là nhiều các rối loạn trong đời sống, trong tâm sinh lý bất ổn, thì nó khiến cho chị em có phần rất là mệt mỏi. Và thật tuyệt vời là các chị em lại có được một cơ hội quý giá như vậy, một lần nữa để có thể cảm nhận được tuổi trẻ đang trào dâng ở tuổi bóng xế, một nguồn sinh lực mạnh mẽ của tuổi đôi mươi tràn trề trong cơ thể và kể cả là tâm hồn. Tâm sinh lý chị em phụ nữ tuổi 40-50 thực sự rất là phức tạp, bởi vì đây là thời gian mà cơ thể vừa hồi xuân lại vừa bước vào thời kỳ lão hóa rất là mạnh mẽ. Và chính cái sự đan xen hai quá trình này khiến cho người phụ nữ gặp phải khá là nhiều các rắc rối liên quan đến cả sức khỏe và cả tâm lý cũng như sinh lý. Ví dụ như là nhan sắc thì bắt đầu xuống cấp, khi mà làn da bắt đầu có những dấu hiệu như là có các nếp nhăn, có các sạm nám, ngực chảy xệ, tóc mỏng dần và càng ngày càng nhiều sợi bạc. Và đối diện với các hàng tá, những dấu hiệu mãn kinh và tiền mãn kinh như là buồng trứng sản xuất ít estrogen và progesterone khiến chu kỳ kinh nguyệt bị rối loạn, cơ thể thì bị bốc hỏa, mất ngủ rồi ra mồ hôi trộm ban đêm và khô âm đạo. Không những như vậy, họ còn có nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, về tăng huyết áp, về đái tháo đường, cũng như là tâm lý của chị em cũng thất thường hơn, dễ nóng giận, dễ cáu kỉnh, với khuôn mặt rất là nhiều những sự mệt mỏi và sự u uất. Còn hồi xuân thì chủ yếu diễn ra ở đầu giai đoạn tiền mãn kinh, có thể là ở tuổi 43, 45 hoặc là 46. Nói chung việc này còn tùy thuộc vào cơ địa của mỗi chị em khác nhau. Và giai đoạn hồi xuân thì không kéo dài mãi mãi, mà nó chỉ tồn tại trong quãng thời gian ngắn từ 1 đến 2 năm. Hồi xuân giúp cho chị em phụ nữ lấy lại được tinh thần phấn khởi hơn, yêu đời hơn, tâm sinh lý tốt hơn và ham muốn tình dục cũng cao hơn. Ở giai đoạn hồi xuân này thì phụ nữ sẽ có những sự thay đổi rất là lớn về tâm và sinh lý. Vào độ tuổi này, nhiều phụ nữ vẫn liều mình đi ngoại tình phản bội chồng. Vậy thì đâu là tổng hợp và là đầy đủ nhất tất cả những nguyên nhân đẩy đưa và khiến cho một người phụ nữ hồi xuân lại thèm của lạ? Một người phụ nữ hồi xuân bao giờ cũng rất là thích những cảm giác mới lạ, và tình mới, tình trẻ chính là điều có thể đáp ứng được nhu cầu của họ. Độ tuổi 40 đến 50 được xem là độ tuổi an nhàn của các chị em, khi mà công việc đã ổn định, gia đình và con cái cũng đã yên bề, không còn nhiều gánh nặng phải lo toan nữa. Và dường như là chị em đã nếm trải đủ những ngọt bùi cay đắng của cuộc đời, đi qua không ít những thăng trầm. Nhiều người rồi sẽ phải giật mình thoảng thốt khi mà nghĩ rằng hình như mình đã bỏ bê bản thân quá lâu. Giờ nhìn lại, cơ thể đã bắt đầu già nua, tâm trí hao kiệt, rồi cảm thấy tiếc nuối và day dứt khôn nguôi. Thời gian này phụ nữ dần bỏ bớt những gánh nặng để bản thân mình bắt đầu nghỉ ngơi.
họ có nhiều thời gian để suy nghĩ về những gì mình đã làm được và những gì mình chưa làm được. Và tất nhiên, khi mà rảnh ấy, thì người ta rất là dễ sinh nông nổi. Nhiều người phụ nữ sau bao nhiêu năm cống hiến cho chồng, cho con, bỗng một ngày thấy cuộc đời mình trôi qua quá bình dị, quá bình thường và hoang phí, thế nên nảy sinh nhiều ý tưởng xấu, trong đó có việc đi ngoại tình. Thế nhưng nói như vậy cũng không phải là không có những tác động khác. Từ những thay đổi tâm sinh lý tuổi mãn kinh, nó đã ảnh hưởng đến những suy nghĩ lệch lạc của chị em. Và chị em thì sẵn sàng chủ động đi tìm những của lạ, những trai trẻ để thỏa mãn mong muốn của mình. Đó có thể là tình một đêm với người yêu cũ, hay là những mối quan hệ chớp nhoáng với đồng nghiệp, với bạn bè, thậm chí là kể cả với cấp dưới hay một chàng trai trẻ chưa vợ. Phụ nữ hồi xuân đi ngoại tình còn xuất phát từ tâm lý bùng phát nữa. Cuộc đời của người phụ nữ rất là ít khi bình yên. Cuộc đời vốn dĩ chính là như vậy. Trong cuộc sống rồi cũng sẽ có những lúc va chạm và đụng độ. Hôn nhân không chỉ đem lại cho con người ta sự hạnh phúc, mà kể cả là những tổn thương trong sâu kín tâm hồn của người phụ nữ. Trải qua nhiều năm tháng, những vết rạn trong hôn nhân ngày một nhiều hơn, nhưng phụ nữ lại biết cách chấp nhận sống chung với nó. Cho đến khi cuối đời thì tổn thương cũng chưa chắc đã khép lại. Thường thì phải chịu những cảnh rất là cay đắng, thầm kín và tủi nhục từ phía người chồng hoặc gia đình chồng, hoặc là người chồng đã từng ngoại tình, hay bất kỳ một chấn động tâm lý nào khác cũng có thể khiến cho người phụ nữ tuổi này bột phát đi ngoại tình. Hành động ngoại tình có thể được xem là hành động trả đũa người chồng với những cay đắng, với những tủi nhục mà người phụ nữ đã phải chịu đựng trong suốt quãng thời gian vừa qua. Người đàn bà hồi xuân ngoại tình còn có lý do từ sự cô đơn và cần những sự chẻ ria và thông cảm từ phía người đàn ông khác. Phụ nữ chính là như vậy. Ở tuổi nào thì cũng vẫn luôn muốn được quan tâm, luôn muốn được thấu hiểu và chia sẻ từ phía người đàn ông, người chồng của mình. 20 tuổi hay 70 tuổi thì phụ nữ vẫn thích được cưng chiều. Phụ nữ thích tỏ tình cả đời là như vậy. Phụ nữ có thói quen muốn được tâm sự. Họ rất là mong muốn người bạn đời sẵn sàng ngồi bên cạnh nghe họ thổn thức, nghe họ kể về những ấm ức trong cuộc đời. Cuộc sống hôn nhân kéo dài, tình cảm vợ chồng nguội lạnh là những gì mà họ thường xuyên phải đối mặt. Họ đối diện với sự cô đơn, sự thiếu trách nhiệm chia sẻ tình cảm, chưa kể với việc phải đối diện với những dấu hiệu ám ảnh của giai đoạn tiền mãn kinh. Và tất cả sự cô đơn, sự lẻ bóng đã thôi thúc người phụ nữ tìm đến một người đàn ông khác để có thể cùng chia sẻ, vơi bớt đi những lo toan và cảm thông với những suy nghĩ bộn bề của mình. Phụ nữ hồi xuân đi ngoại tình với 1-2 năm ngắn ngủi của giai đoạn này khiến cho chị em cảm thấy tinh thần mình phấn chấn hơn, lạc quan và yêu đời hơn. Người phụ nữ độ tuổi hồi xuân có nhiều ham muốn trong chuyện thân gối, thế nhưng khi mà người chồng lại không đáp ứng được hay là thờ ơ và lảng tránh, thì những anh chồng này đa phần là chưa hiểu hết được tâm sinh lý của vợ, cho rằng tuổi mãn kinh thì chị em phụ nữ sẽ khô khan và ghét chuyện thân gối. Thế nhưng khi nhu cầu tình dục ngược lại không được đáp ứng và thỏa mãn, thì chị em lại sẵn sàng mạo hiểm đi ngoại tình ở lứa tuổi này. Bởi vì họ biết được rằng lứa tuổi mà ông trời ban tặng cho mình mùa xuân thứ hai này không có nhiều, chỉ có 1-2 năm ngắn ngủi thôi. Thế nên họ càng phải nhanh, càng phải bứt tốc. Và nhiều người đã liều mình đến với những mối tình chớp nhoáng đảo nhoàng, dù chỉ là để thỏa mãn những nhu cầu về mặt thể xác. Chị em hồi xuân cũng có những sự thay đổi rất lớn về tinh thần, ngoại hình, từ tính cách, từ tư tưởng đến thái độ sống. Nó giống như là người phụ nữ đang sống lại tuổi 17 một lần nữa vậy. Ngang bướng và lì lợm, bất chấp làm tất cả mọi chuyện. Không chỉ có như vậy, chị em phụ nữ lứa tuổi này cũng giống như những cô nàng đôi mươi 17 vậy, trở nên mơ mộng, cuồng si và khao khát rất nhiều vào tình yêu. Cùng với đó là nhan sắc bắt đầu xuống cấp, khiến cho nhiều phụ nữ không tiếc tiền, dùng mọi biện pháp để có thể níu giữ tuổi thanh xuân. Họ sẵn sàng chi trả cho những bộ cánh lộng lẫy, những món trang sức sang trọng đắt tiền và cả một thế giới mỹ phẩm từ Đông sang Tây. Và một khi đã trở nên đẹp hơn, họ dễ dàng khiến cho những người khác giới bị hút hồn. Họ không muốn sống gò ép, không muốn gò bó, không muốn bản thân mình phải theo những khuôn khổ giáo điều trước kia nữa, mà muốn sống cuồng nhiệt,
sống khác biệt và sống phóng khoáng hơn. Từ đó họ thích ra ngoài để được gặp gỡ, được giao lưu nhiều hơn, đặc biệt là với những người khác phái. Họ tham gia nhiều hội nhóm hơn trước đây, thường xuyên có nhiều các cái cuộc họp mặt với hội thành viên độ tuổi này phụ nữ, bởi vì rất là dễ rung động trước những người đàn ông từng trải, những người đàn ông tinh tế và biết quan tâm, biết chăm sóc cả về mặt thể xác và kể cả về mặt tinh thần. Vậy thì chị em phụ nữ hồi xuân đi ngoại tình có nguy hiểm hay không? Tất nhiên phụ nữ tuổi nào ngoại tình thì cũng đều tiềm ẩn rất là nhiều nguy cơ gây tan vỡ hạnh phúc gia đình. Và chị em phụ nữ hồi xuân ngoại tình ấy, thì lại càng khó phát hiện hơn những tuổi khác. Bởi vì những thay đổi về ngoại hình, về sinh hoạt có thể bắt nguồn từ sự lạc quan, sự yêu đời, thế nên nhiều anh chồng hay bỏ qua. Và hầu như là các anh thường cho rằng sự thay đổi của vợ là tích cực. Vợ mình đẹp lên mỗi ngày, năng động hơn, năng nổ hơn, muốn giao lưu với nhiều bạn bè hơn thay vì cứ ở nhà nội trợ cũng là một dấu hiệu tốt. Thế nhưng chính những cuộc hội họp giao lưu vắng mặt chồng và các quý ông có chắc chắn đó là những cuộc giao lưu lành mạnh hay không? Dẫu biết rằng chị em lứa tuổi 40-50, tâm sinh lý có rất là nhiều thay đổi và nhu cầu về sinh lý cũng vậy. Nhưng nếu như các anh chồng thường xuyên quan tâm và để ý đến các sinh hoạt của vợ chồng thì sẽ tinh ý phát hiện ra những dấu hiệu về sự mập mờ trong những mối quan hệ bên ngoài của vợ. Một vài những dấu hiệu mà các anh không nên bỏ qua, ví dụ như là vợ thờ ơ trong chuyện chăn gối, tần suất có thể giảm ít đi, nhưng nếu như vẫn có sự nhiệt huyết, vẫn có sự ham muốn thì không có gì để nói. Nhưng nếu như tần suất đã ít rồi, mà kể cả là tinh thần và sự ham muốn của người vợ cũng không có nhiều, thì ngoài cái yếu tố về sức khỏe, các anh cũng cần chú ý đặc điểm này. Hoặc là với những bà vợ mà tự dưng lại ít quan tâm đến con cái và gia đình hơn trước đây, không còn quan tâm đến chuyện học hành của con cái, cũng chẳng để ý dạo này con đi học có đầy đủ hay không, hay là chồng đi làm về muộn hay về sớm cũng không quan tâm. Hay là vợ thì không thích những không gian lãng mạn giữa hai vợ chồng như trước đây nữa, cũng không thích, không mặn mà với những cuộc du lịch riêng với chồng. Hoặc là có những cuộc điện thoại, những tin nhắn mà thường hay tỏ ra né tránh chồng khi sử dụng, vợ không cảm thấy thoải mái khi có chồng ở bên. Hay là vợ rất là tự dưng quan tâm quá nhiều đến lịch trình của chồng một cách thái quá, luôn muốn biết mai chồng có chương trình gì không, đi đâu làm gì, tuần này có công tác ở đâu hay có bận việc gì nữa không. Thì khi người vợ có những dấu hiệu trên thì tất nhiên chưa thể khẳng định 100% với bạn là chị em phụ nữ có nhân tình bên ngoài, nhưng đó thực sự cũng là một mối lo ngại rất là lớn. Và thay vì nghi vấn vợ và ôm sự buồn bã đau khổ thì các anh tốt nhất là nên tìm thêm các biện pháp để có thể xác minh và biết thật rõ vấn đề, tránh trường hợp là chúng ta nghĩ nhiều dẫn đến uất ức và có những sự ghen tuông mù quáng thì cũng có thể gây ra những sự tan vỡ hay những điều không mong muốn với hạnh phúc gia đình. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng tôi chia sẻ cùng với các bạn những dấu hiệu và có thể là những nguyên nhân đẩy đưa người đàn bà hồi xuân thèm cổ lạ. Tất nhiên mỗi người, mỗi độ tuổi, mỗi gia cảnh lại có những điều kiện và nảy sinh những điều phức tạp trong cuộc sống khác nhau. Thế nhưng hy vọng rằng với những chia sẻ trong video ngày hôm nay, các bạn cũng đã có thể biết được và hiểu sâu xa nhất việc vì sao một người đàn bà 40-50 đáng ra là tuổi rất là an phận rồi nhưng lại vẫn còn đi ham cổ lạ. Chúng ta biết, chúng ta hiểu rõ về nhau thì sẽ giúp nhau vượt qua và ngăn ngừa được những tình trạng không nên có xảy ra đối với gia đình mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe những chia sẻ trong video ngày hôm nay của chúng tôi. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.